Cao Hiếu chiến thắng đôi Đức Duy và Duy Nam. Duy và Trí để tổ chức giải cầu đập cầu quá nặng. Súng rồi. Đập cầu. Đập. Đập đi. Không có các bạn ơi, đôi Bắc Ninh chỉ có một đôi duy nhất là đôi đang thi đấu trận chung kết này là đôi Thiều và đôi Tuấn Anh và đôi áo đỏ bên kia. Ok anh ơi, ok anh ơi. Giải này có tất cả là 31 đôi. Giải nhất có phần thưởng là 50 triệu đồng cho hai vận động viên. Bùi Long thua đôi Mạnh Thắng và Cao Hiếu. Xếp 1 thì đôi Triệu Hoàng Anh để thua với tỷ số 21-17. Tỷ số là 6-2. Triệu và Hoàng Anh đang dẫn. Vâng, anh Kiên ba quỷ không nha. Đập cầu nặng quá. Chát chúa vẫn còn. Kỳ lớn, giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Tỷ số đang là 8-4. Triệu và Hoàng Anh đang dẫn. 9-4 không phải 7-4. Chắc phải 3C rồi. Điểm đang là 14 rồi. Mười một sáu. Rất dai. Cao Hiếu chiến thắng đôi Đức Duy và Duy Nam. Duy và Trí để tổ chức giải cầu. Đập cầu quá nặng. Súng rồi. Đập cầu. Đập. Đập đi. Trên búa dưới đèn ông Samuel để giúp mình đạt kỷ lục đi ạ. Không khỏe đâu, không để làm gì đâu, bạn ơi. Chỉ để đánh cầu thôi mà. Mà ông bạn đấy nó đánh chóng mặt không? Vẫn còn. Tách. Tách ra. Chết. Vẫn rất khỏe ạ. Cảm ơn mọi người. 1.000 Việt Nam rồi.
anh lấy được ở đây mà. Ông ơi, cảm ơn. Tỷ số đang là 16-9. Thắng Dương Liên 10 đôi triệu vòng anh. Vâng, mình đã nuốt xong, rồi bây giờ quay trở lại bình luận. Tỷ số là 18-9. Tưởng như cặp đôi của Bắc Ninh đã buông set đấu này và giữ thể lực cho set đấu quyết định. Wow. Rồi, ok. Thi đấu thứ hai. Ok. Set đấu quyết định.